Em chào anh. Sao còn ở đây? Người ta chưa bắt em ra pháp trường à? Tại sao? Bởi vì xinh đẹp là một tội ác. Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này. Gặp em vào thời điểm anh đang chấm tay trả lẽ. Chỉ riêng ta không may mắn vậy. Muốn ôm chặt lấy em nhưng tiếc là em không gian tay.